Hôm nay, anh Tĩnh cùng các đồng nghiệp trong đội lặn thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Hoàng Môn. Nhiệm vụ của nhóm là nhặt rác dưới đáy biển và bắt sa biển gai. Đây là những đối tượng trực tiếp tác động đến sự phục hồi, sinh trưởng và phát triển của rạn san hô trong khu bảo tồn Hoàng Môn. Những cái rác này là rác sinh hoạt, có thể là tàu cá hoặc là họ đánh ngoài khơi. Nhưng mà vô tình nó bị rác thì nó tấp vào. Thì cái hoạt động của tụi em làm hàng tuần á là một tuần sẽ đi dọn vệ sinh và bắt sa biển gai một lần. Thông thường, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang triển khai lặn dọn rác và bắt sa biển gai mỗi tháng một lần. Thời gian này, sa biển gai xuất hiện nhiều nên công việc được thực hiện hàng tuần. Hệ sinh thái rạn san hô xung quanh Hoàng Môn đang trong quá trình phục hồi tốt sau khi bị suy giảm nghiêm trọng vào năm 2022. Đến nay, độ che phủ của san hô dao động trong khoảng 30-50%, tăng so với mức 10-20% trước đây. Qua khảo sát vừa rồi của Viện Hải dương học thì hiện rạn san hô nó đang phục hồi dần, tuy nhiên cái tốc độ nó còn hơi chậm một tí, tại vì để phục hồi một rạn san hô thì nó mất thời gian rất là dài. Các loài san hô tạo rạn có vai trò rất quan trọng trong việc tạo tầng tán khe để sinh vật biển sinh sôi, ẩn tránh kẻ thù cũng như có nhiều nguồn thức ăn cho sinh trưởng và phát triển.